Lý do tôi đến với đạo. Năm 2004, tôi 32 tuổi. Trước khi tự thuật chuyện mình, dưới tòa mười phương chư Phật Bồ Tát, cùng tất cả chúng sinh, tôi xin thành tâm sám hối. Tôi hiện ngụ tại thành phố Mai Châu, từng cấp sách tại Trung học Liên Hợp. Hồi đó tôi không chăm học, chuyên kết bè, lập đảng, đánh lộn đánh lạo, gây rối trong xã hội không ngừng. Thầy giáo và người thân khuyên mấy mà tôi cũng không sửa đổi, cuối cùng phải bỏ học đi làm thuê. Tôi làm đủ công việc trong xã hội, nhưng công tác không đều, bữa đực bữa cái, lúc làm lúc nghỉ. Cứ vậy mà sống qua ngày và không chừa bỏ thối hư tật xấu, vẫn thường cùng với đám bạn bè tự cho là thân hữu đồng chí đi trộm gà bắt chó, gây chuyện ôm sờm, tạo ra ảnh hưởng cực xấu. Ngày xưa đối với tiền tài vật chất, tôi tham mê lắm, nên thường dối gian, tạo nghiệp trộm cắp, tính tàn nhẫn ưa giết hại loài vật, thêm nét sân hận, ác khẩu, chửi tục không ngừng. Tôi đã huân tập toàn thói quen cực xấu. Đã vậy, còn kết bè lập đảng với bọn bất lương, khiến tập khí ác ngày càng tăng trưởng sâu nặng. Vì vậy mà tôi thường xuyên bị bắt vào đồn công an, các bót đông tây nam bắc, khắp phố Mai Châu. Chẳng có chỗ nào mà tôi không ghé vào đó. Vì tôi hay phạm pháp nên thường xuyên bị nhốt vào những chỗ đó. Kể đến đây, tôi thầm sám hối với tất cả chúng sinh từng bị tôi cố ý hoặc vô tình làm thương hại, nguyện chẳng còn tái phạm lỗi xưa. Những nhân xấu ác chiêu với quả khổ tôi xin dần lấy. Nguyện mười phương tam bảo, Bồ Tát Địa Tạng Vương gia trì tất cả được giải thoát, sớm đắc vô thượng Bồ Đề. Giờ đây hồi tưởng lại những việc ác tôi đã làm, sau này tạo thành hòa ương, khiến tôi công tác lẫn sức khỏe gì cũng không ổn, hay gặp rủi ro, tất cả đều là báo ứng. Vì trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, tôi tự gây quả khổ thì bản thân phải gánh lấy, không ai chịu thay. Sau đây xin kể về nhân duyên học Phật của tôi. Mùa thu năm 2000, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng khiến trọn đời nhớ mãi, cho dù có trải qua trăm ngàn vạn kiếp cũng khó mà quên. Giờ xin thuật lại để mọi người cùng cảnh giác. Lúc đó tôi chưa kết hôn. Một đêm nọ đã khuya lắm rồi, tôi vào giường ngủ, chốc lát đã thiêu thiêu vào mộng. Trong mơ tôi thấy mình cùng với hai người bạn đi tới một vùng âm u đáng sợ, bỗng gặp trận đại hồng thủy. Chúng tôi chạy trốn không kịp nên bị hồng thủy cuốn phăng. Cả ba giãy giụa trong đó, kêu trời gọi đất vang rưng, nhưng thấy điều vô dụng. Giống như bình thường mình xem phim vậy, trong chớp mắt mộng đổi sang cảnh khác. Tôi thấy mình nằm trên cái giường nhỏ hẹp, cảm giác cực kỳ khó chịu, liền giãy để thoát ra. Nhưng càng giãy càng cảm thấy đau đớn, thống khổ đến nỗi phải kêu rên không ngừng. Đột nhiên tôi thấy chung quanh mình rộng không bến bờ, xuất hiện vô số cái giường đơn, có vô số người ở trên giường kêu rên giãy giụa thống khổ khó kham, thật đáng sợ. Chớp mắt lại đổi sang cảnh khác, tôi và vô số người bị vây trong một cái thành cao không thấy đỉnh, có giám ngục hình dáng to đen như quái vật canh gác chung quanh thành. Tướng mạo họ rất đáng sợ, tay cầm đủ khí giới, côn, thương, chĩa ba, đang áp giải tra khảo đánh người. Lúc đó tôi cảm thấy thống khổ đến không muốn sống, thầm nghĩ phải mau mau chạy thoát khỏi chốn này. Thế là tôi dốc toàn lực trèo lên thành để vượt ngục bôn đào. Cùng lúc ấy, nhiều người bị áp giải hành hình chung quanh cũng đồng vượt ngục giống như tôi. Tình hình khi đó đại loạn, những quái vật kia liền hét to ra oai. Chúng đã vung côn, chùy, chĩa ba rượt theo truy đuổi. Tôi chạy bán mạng, cuối cùng cũng leo lên được trên đỉnh thành. Nhìn ngoài thành thấy bên dưới là vực sâu hun hút không có đáy. Chẳng mấy chốc quái vật đã đuổi tới sát bên, nhanh nhẹn chộp bắt tôi. Tôi vội tung mình và nhảy, cảm giác như hồn bay phách tán. Tôi rơi thẳng xuống vực sâu hun hút nọ, cuối cùng chân cũng chạm đất. Tôi lồm cồm ngóc đầu dậy chạy trốn tiếp. Ở phía sau, quái vật vung minh khí lên hét to: Không kiện hào, không được chạy, mà bắt giữ không kiện hào lại.
Vì chúng truy đuổi quá hăng, tôi mệt mỏi kiệt sức, tay chân phát run, kinh sợ hoảng loạn cực độ. Đột nhiên tôi nghe lưng mình nhối đau thống thiết, té ra quái vật đã phóng chỉ ba ghim vào lưng tôi, còn thét to: Bắt nó lại. Tôi té nhào trên đất, bị quái vật trói gô lại và cấm vào lưng tôi tấm thẻ bài to với hàng chữ Khâu Kiện Hào Thọ Tử. Rồi chúng trói tôi vào cột. Tôi thấy chung quanh mình cũng có một dãy người cùng thọ hình giống vậy. Tiếp đến, một quái vật giơ thùng sắt lên trước mặt tôi, hét to: Khâu Kiện Hào Thọ Hình. Và rồi họ nghiêng thùng xối vào chân tôi. Ôi chú cho ơi, tôi thấy trong thùng chảy ra chất lỏng gì đó rất lạ. Nó đang sôi lụp bụp, vang thành tiếng khói trắng bốc cuồn cuộn. Tôi nghe đau đớn khủng khiếp, giống như bị tưới axit hay nước đồng sôi vào người vậy. Lúc đó đột nhiên tôi khởi nghĩ: À, ta chẳng thèm để ý tới nữa, ta sẽ niệm Lục Tự Đại Minh chú. Thế là tôi vội niệm chú không ngừng: Ăn bên đây mất dây hồng, 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 ăn bên đây mất dây hồng. Thế là câu chú vừa niệm, lập tức tôi chẳng còn biết gì đến màn khủng bố trước mặt. Tôi càng niệm càng nhanh, càng lớn tiếng, bởi vì phần thân dưới tôi đã tiêu mất gần đến ngực rồi. Lúc này đột nhiên trước mặt tôi vang lên âm thanh niệm đại minh chú thật to. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy phía dưới có hơn 5 đứa bé mặc y phục xinh đẹp. Chúng nắm tay nhau đứng thành hàng, thân tỏa hào quang chiếu về phía tôi, cùng đọc Lục Tự Đại Minh Chú. Âm vang trầm hùng, nghe rất hay, rất thích. Amani Bát Di Hồng, 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 Amani Bát Di Hồng. Phần ngực của tôi không còn nữa, rồi cổ cũng tiêu mất, chỉ còn một khối khí trắng sôi lụp bụp vang thành tiếng. Sắp tiêu đến đầu rồi, tôi liều mạng dốc tận lực niệm chú, nhưng không còn giọng niệm nữa mà là tiếng rên. Đột nhiên một câu Án Ma Ni Bát Di Hồng phi thường hùng hậu, vang dội trang nghiêm vọng đến tai tôi. Trước mặt tôi bỗng hiện ra một luồng hào quang sáng chói, có một vị đầu trọc thân mặc y phục trắng, hai tay chắp lại đang ở phía trên đỉnh đầu giường của tôi. Ngài hiện bán thân, hơi nghiêng về hướng tôi, dáng vẻ cực kỳ trang nghiêm. Thanh âm hùng hậu vẫn vang to. Lúc đó tôi cảm giác từ đầu trở xuống và tôi cảm thấy toàn thân khinh an dễ chịu khôn tả. Một sức sống sung mãn, đầy năng lượng phủ khắp toàn thân tôi. Tôi thức dậy, nhận ra mình đang ngồi trên giường, liền đưa tay bật đèn. Đèn sáng, lúc này tôi vô cùng chấn động, nhưng không hề có cảm giác sợ hãi khủng hoảng sau cơn ác mộng, mà chỉ có niềm cảm kích, xúc động tri ân vì mình đã được sống lại, hồi sinh từ cõi chết. Tôi xúc động đến toàn thân phát run, vì bạch y đã biến mất tiêu rồi, hoàn toàn không còn thấy đâu nữa. Nhưng trực giác tôi cảm nhận rất rõ, đó là nhờ vị bạch y đó, người đầu trọc đó đã cứu tôi. Chính ông ta có sức mạnh uy thần rất diệu kỳ, đã ban cho tôi sinh mạng mới. Tôi ráng kềm chế bản thân và lấy lại bình tĩnh, sau đó chỉnh trang y phục, hướng về chỗ hòa thượng áo trắng vừa xuất hiện ban nãy, quỳ xuống lễ ba lễ. Kể đến đây ắt sẽ có người hỏi: Vì sao anh biết niệm chú? Anh bình thường có tin Phật không? Chẳng phải anh toàn làm việc xấu không hả? Vì sao anh lại có thể tin Phật và biết niệm chú ngay trong mộng như vậy? Chà, nói đến đây không thể không giải thích. Quả tình tôi có nhân duyên cực kỳ sâu với Lục Tự Đại Minh Chú. 10 năm trước tôi tình cờ nghe được đĩa nhạc sướng tụng chú này, lập tức sinh tâm ưa thích cực kỳ. Vì vậy mà suốt bao năm nay, hữu ý vô ý gì cũng niệm, cũng ngâm nga chú này hết. Dù tôi hoàn toàn mù trớt về Phật Pháp, song tôi cảm nhận chú này có hiệu quả rất tốt. Bằng chứng là lúc tôi ra ngoài làm việc, mấy lần bị bệnh nặng cấp tính khó hiểu, chẳng hạn như tim bị đau thắt, như có vô số mũi kim châm vào, hoặc toàn thân co rút, phát run lập cập,
Nhờ nhất tâm niệm chú này mà tôi thoát khỏi cơn đau. Do vậy mà bình thường bất kể ngày đêm, tôi luôn niệm chú này quanh năm không gián đoạn. Những ai biết đạo chắc hiểu rõ uy lực thần diệu của chú này hơn tôi. Quay lại chuyện hồi nãy, sau sự việc đó, tôi rất muốn tìm hiểu vị bạch y xuất hiện trong mộng hiển linh cứu tôi đó là Bồ Tát nào. Bồ Tát Quan Thế Âm thì không phải rồi, vì tượng ngài tôi đã từng thấy qua. Nếu là Phật cũng không giống. Tôi suy nghĩ mãi mà vẫn không lý giải được, liền hỏi người nhà, nhưng ai cũng chế nhạo, chê cười tôi. Họ nói do tôi bệnh nên thấy ác mộng và không thèm đếm xỉa gì đến lời tôi. Hễ tôi có bàn nhắc gì thêm thì họ nói tôi bị điên. Lúc đó tôi rất khổ tâm vì không ai thèm tin mình, đành âm thầm tìm tòi. Tôi nghĩ Bồ Tát xuất hiện tại hướng Tây, mà phía Tây là hướng chùa Phật Quang. Đúng lúc đó ở địa phương kêu gọi giúp đỡ chùa Phật Quang đang xây dựng. Tôi từng ghé qua chỗ này rồi nên quyết định đến đó xem, hy vọng tìm được đáp án. Thế là hôm ấy tôi cùng với người bạn đi chùa Phật Quang. Gặp lúc các thầy lên điện tụng kinh, tôi nghĩ mình phải lên tụng theo họ. Lúc đó nhằm buổi chiều, các sư dân hương xong thì bắt đầu tụng cuốn kinh rất dày, tên là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Tôi cũng tụng theo. Xưa nay tôi chưa tụng qua kinh này bao giờ nên đọc rất vất vả, khó khăn. Nhưng tôi nghĩ mình phải kiên nhẫn, miệng tôi khô khốc, khó thể tụng. Tôi đành nhìn theo kinh tụng thầm, và tôi hết hồn khi thấy cảnh tượng trong kinh tả giống hệt như cảnh mộng mà tôi từng thấy qua. Trong địa ngục có giường biến đầy khắp nơi. Một người thọ tội tự thấy thân mình nằm chật giường, ngàn vạn người thọ tội cũng thấy thân mình chật cả giường. Trời ơi, tụng đến đây thì tôi hết sức kích động, toàn thân phát run không kềm được. Tôi ý thức rằng điều mình khổ công truy tìm sắp có kết quả. Đột nhiên tôi nhớ lại ngày hôm đó, khí trời nóng nực cực kỳ, nhưng toàn thân tôi cứ xuất mồ hôi lạnh, bởi vì thấy kinh văn miêu tả quá giống với cảnh mộng của mình. Có thể là do quyển kinh quá dày, hay còn nguyên nhân nào khác nữa mà tôi không biết. Vì các thầy tụng đọc được nửa tiếng thì tuyên bố tạm nghỉ. Lòng tôi hoang mang lo sợ, không biết phải làm gì, bèn bỏ ra đứng sớ rớ trước cổng chùa. Thấy gần cổng có một hòa thượng đang trò chuyện với một số hương khách, tôi thu hết can đảm bước tới, liền thưa hỏi. Tôi nói với thầy rằng trước đây con có mơ thấy một ác mộng, cảnh tượng giống y như trong kinh đã tả về địa ngục vậy. Nhưng mà sau đó có một vị sư xuất hiện đến cứu con. Lúc đó con niệm lục tự đại minh chú, hòa thượng ấy cũng niệm chú này. Vậy những chuyện đó có thật không? Vị sư lại nhìn tôi và nói rằng đây không phải là chuyện giỡn chơi, anh chớ nên nói đùa như thế. Tôi lại vội vàng muốn hỏi thầy rằng, thưa thầy, vị sư cứu con là Bồ Tát nào vậy? Thầy lại trả lời tôi, thời đến thì anh sẽ tự hiểu thôi. Sư chỉ đáp như vậy. Lúc này bên trong hồi trống vang lên, tôi nghe mọi người nói đến giờ tụng kinh rồi. Tôi cảm thấy rất mờ mịt, nhưng vị sư kia đã bỏ đi vào trong, không nghe tôi hỏi gì nữa. Do nghiệp chướng sâu nặng, hôm đó tôi không được đáp án nhiều. Nhờ tụng kinh Địa Tạng mà biết cảnh địa ngục trong kinh tả giống y như cảnh mộng của tôi thôi. Tôi cũng không biết gì về kinh Địa Tạng, cũng chẳng rõ Bồ Tát Địa Tạng là ai. Nhưng tôi đoán có lẽ là Bồ Tát Địa Tạng cứu tôi. Nhưng rốt ráo là sao thì tôi vẫn chưa minh bạch. Được một thời gian, Hồng cư sĩ gọi điện cho tôi nói, Hào nè, tôi có một cuốn kinh Địa Tạng, chú có muốn tới xem không? Tôi vội đến chỗ anh. Anh đưa cho tôi một cuốn kinh Địa Tạng in rất tinh xảo và nói bên trong có hình Bồ Tát Địa Tạng đẹp lắm. Tôi mở sách ra xem. Ôi thôi, đúng là ông này rồi, đúng là ông này rồi. Ôi cha ơi, hòa thượng tôi mơ thấy tướng mạo giống hệt như thế này nè. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát. Tôi cảm động quá, cung kính để sách lên đầu và chí thành niệm danh Bồ Tát Địa Tạng. Tôi nói với Hồng cư sĩ rằng cho tôi thỉnh về nhà xem. Hồng cư sĩ ưng thuận. Sau khi cáo từ Hồng cư sĩ, về đến nhà, tôi mở sách ra bắt chước trong chùa tụng kinh. Bắt đầu từ đó trở đi,
tôi và Hồng Quynh thường cùng nhau đến chùa Phật Quang thỉnh kinh về xem. Tại đây tôi được nhiều cư sĩ hướng dẫn chỉ bày thêm, dốc sức học tập Phật Pháp. Hồng cư sĩ lớn hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi cùng nhận thức sâu xa rằng chỉ có học Pháp, tu theo Phật dạy mới là con đường tốt nhất cho cuộc sống. Chúng tôi dốc sức tham gia các hoạt động Phật sự, siêng tụng kinh, phóng sinh, lo bồi dưỡng thiện căn, tiêu trừ nghiệp chướng, chăm chỉ tu hành. Hồng cư sĩ đời trước vốn là trồng thiện căn sâu dày. Mới đầu thì anh nói với tôi muốn học Phật trước tiên phải quy y Tam Bảo, xây dựng niềm tin căn bản cho tốt. Anh rủ tôi cùng đi quy y, nhưng tôi không chịu, nên anh đi quy y trước. Dưới sự chỉ đạo của Hồng Quynh, cộng thêm bản thân không ngừng học tập, niềm tin Phật Pháp tăng mạnh, tôi đã phát tâm quy y. Nhật nguyệt xoay vần như thoi đưa, thời gian qua mau như tên bắn, kiếp nhân sinh ngắn ngủi nhưng nhiều khổ đau, mạng sống vốn vô thường. Đức Phật vĩ đại đã chỉ ra con đường tu hành sáng lạng cho chúng ta. Đây là con đường hạnh phúc, là may mắn cực lớn cho chúng sinh. Chúng ta cần phải trân quý, tinh tấn không lười, phải niệm niệm tu hành để thành tựu trí huệ vô thượng, hầu báo đáp Phật ân. Trước khi dừng bút, tôi xin trích dẫn những lời Phật thuyết dặn dò cứu độ nhân thiên trong kinh Địa Tạng. Này Địa Tạng, tâm tính của chúng sanh trong cõi diêm phù đề không định, phần đông đều quen theo thối ác, thoảng hoặc có người phát tâm lành, nhưng rồi không bao lâu liền thoái thức, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra 100.000 ức để hóa độ, thuận theo căn tánh của chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sau, như có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào trồng chút ít căn lành ở trong Phật Pháp, chừng bằng sợi lông, mảy trần, hạt cát, giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, chớ để họ thoái thức. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo, bị đọa vào chốn ác đạo. Đến khi bị đọa vào ác đạo, vừa bước đến cửa ngục, những chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu một kệ kinh điển Đại Thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt các chúng sanh đó. Ông nên hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời, hưởng những sự vui vi diệu thù thắng. Đọc đoạn văn này xong, chúng ta cùng tĩnh tâm suy gẫm, ắt sẽ hiểu vì sao tôi được cứu, và cũng rõ được uy thần thệ nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Ngài rất từ bi, có đại thần lực, có biện tài bất khả tư nghị. Bồ Tát một bề ở bên chúng ta, hộ niệm ta, xưa nay chưa bao giờ quên thệ nguyện của Ngài. Nếu như đời này tôi không thành tâm quy y Tam Bảo, quy y Bồ Tát Địa Tạng, quyết lòng tu sửa, hành theo đạo vô thượng, thì căn cứ theo ác nghiệp mình gây tạo, sau khi mãn thân người rồi, chắc chắn tôi sẽ đọa địa ngục vô gián, vạn kiếp khó ra, vì những tội lỗi tôi đã làm đáng phải chịu báo như thế. Mấy tháng cuối năm nay tôi vui học đạo cùng đông đảo chúng cư sĩ, nhờ các pháp lữ dạy khuyên, khi thực hành cùng tập thể pháp lữ tại nhà, tôi thầm cảm nhận được sức gia trì hộ vệ của đoàn thể phi thường mạnh mẽ và tốt lành, càng cảm động và thầm mừng cho phố Mai Châu có được đạo tràng tốt. Dưới sự hướng dẫn thông tuệ của thầy trụ trì Binh Huệ, Ngài hóa độ tứ chúng nỗ lực tinh tấn tu không lười, người khắp nơi đổ về viếng chùa lễ bảo tháp Thiên Phật trang nghiêm, lắng nghe đại sư khai thị, tiếp thu chánh pháp, tịnh hóa tâm linh, tẩy sạch trần cấu, hiển lộ bồ đề. Tôi từ một kẻ hung dữ tục tằn, không biết đạo, nhờ Phật Pháp mà chuyển hóa, mà thay đổi cuộc đời theo hướng tốt. Mong quý vị đọc truyện của tôi thu được nhiều lợi ích. Khâu Kiền Hào, kính bút. Chư Phật ba đời đồng khen chuộng.
Mười phương Bồ Tát chung tin tưởng, nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng, lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nạn. Trong tay đã sẵn gậy vàng, giọng tan cửa nghịch cứu toàn chúng sanh, tay cầm châu sáng tròn vinh, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Nam mô Đại Từ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Địa Tạng Bồ Tát phát tâm thề nguyện rộng sâu, tỏa sáng minh châu, tích trường âm gian tinh cầu. Nơi cõi diêm phù, nếu chúng sanh còn khổ đau, nguyện sanh độ tận, rồi Ngài sẽ thành Phật sao. Nam mô Đại Từ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, phát tâm từ bi, ban vui cứu độ gia trì. Địa ngục A Tỳ minh quang tiếp dẫn hàm linh, trầm luân khổ ai giải thoáng giống những một hình. Con xin chắp tay khấn nguyện Bồ Tát Địa Tạng Vương, tỏa ngã tâm từ đức lành khắp cả mười phương, bể khổ trầm luân chất chồng nghiệp ác đêm ngày, nhưng qua dòng đời tội tình con khó vượt qua. Con xin chắp tay cúi lại Bồ Tát Địa Tạng Vương, tạ ơn đức Ngài cứu độ vô lượng vô biên, tỏa sáng tâm kinh tội nhân giải thoát an lành. Tam độ ác nạn diệu huyền tỏa sáng hồng liên. Nam mô Đại Từ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tỏa sáng minh châu, quay linh ân đức nhiệm màu, chỉ tâm quỳ mạng u minh giáo chủ bổn tôn. Nguyện niệm chỉ không thể bất thành Phật, nguyện chúng sanh độ tầng phương chứng Bồ Đề. Địa Tạng Vương tỏa ngã tâm từ đức lành khắp cả mười phương, bể khổ trầm luân chất chồng nghiệp ác đêm ngày, nhưng qua dòng đời tội tình con khó vượt qua. Con xin chắp tay cúi lại Bồ Tát Địa Tạng Vương, tạ ơn đức Ngài cứu độ vô lượng vô biên, tỏa sáng tâm kinh tội nhân giải thoát an lành. Tam độ ác nạn diệu huyền tỏa sáng hồng liên.
Nam Mô Đại Từ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tỏa sáng minh châu, quay lên ân đức nhiệm màu. Chí tâm quỳ mạng, u minh giáo chủ bổn tôn. Nguyện địa ngục di không, thề bất thành phần. Nguyện chúng sanh độ tầng, phương chứng Bồ Đề. Không thể bất thành phần. Nguyện chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nam Mô Đại Từ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô A Di Đà Phật.